Hôm qua, Tổ chức Sáng kiến Rạn san hô Quốc tế ICRI cho biết các thành viên sẽ huy động 12 tỷ đô la Mỹ để bảo vệ các rạn san hô khỏi các mối đe dọa như ô nhiễm và khai thác quá mức. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng khoản tài trợ này sẽ chỉ như muối bỏ biển trừ khi các vấn đề khí hậu lớn hơn được giải quyết. ICRI cho biết họ sẽ đảm bảo đầu tư công và tư nhân để giúp bảo tồn và khôi phục hệ sinh thái san hô. Các rạn san hô đóng vai trò cung cấp môi trường sống thiết yếu cho 1/4 tổng số sinh vật biển, từ đó đem lại nhiều lợi ích cho hơn 1 tỷ người trên thế giới. Hiện nay, các rạn san hô đang chịu áp lực ngày càng tăng do tình trạng ô nhiễm biển gia tăng, sự đe dọa từ phát triển ven biển và các tàu đánh cá trái phép. Ngoài ra, chúng cũng đang phải đối mặt với hiện tượng được gọi là tẩy trắng san hô do nhiệt độ nước biển tăng cao. ICRI cho biết mục tiêu của họ là đảm bảo tương lai cho 125.000 km² rạn san hô nhiệt đới vùng nước nông và tăng gấp đôi diện tích được bảo vệ hiệu quả vào cuối thập kỷ này.